Good evening everyone. Em chào các anh chị của lớp mình ạ. Ngày em có một cái câu nó đang dang dở các anh chị ha, nó là where is your hometown and where should I go if this is your hometown. Thì nãy giờ em có đọc lại một số câu trả lời của các anh chị và một có một vài cái điểm nốt mà mình có thể mượn từ tiếng Anh, mình có thể translate một ít sang tiếng từ tiếng Việt nha. Mình có thể dùng ra là từ tiếng Anh luôn. Ví dụ như nhà của công tử Bạc Liêu thì thay vì mình nói là come to Bạc Liêu, we came to visit and listen to exciting story, the legends of công tử Bạc Liêu, thì mình có thể dùng đó là the legends of Bạc Liêu Prince, công tử Bạc Liêu á. Và khi mà mình ghé thăm nhà của công tử Bạc Liêu thì mình nói là I can visit Prince of Bạc Liêu's house. Thay vì mình có cái từ là this is the house of công tử Bạc Liêu là mình đang dùng tiếng Việt, mình có thể tham khảo từ này giúp em nha. Từ prince ở đây đang nói về công tử này, và Bạc Liêu house là nhà của công tử Bạc Liêu. Và các anh chị có thể đánh từ khóa này ở trên Google và mở về cái trang du lịch của tỉnh thì người ta cũng đang sử dụng cụm này khá là nhiều. Và Bạc Liêu is also famous for melody of nhạc cổ Hoài Lan. Yes, exactly ạ. Của ông Cao Văn Lầu. Cao Văn Lâu. Cao Văn Lầu. Ở của chỗ câu trả lời của Miss Nguyên là đang ở Vị Thanh, Hậu Giang, là được thành lập từ năm 2004. Và mình có sử dụng là một cái từ đó là bánh xèo, thì em sửa lại một xíu. Đó là từ xèo cây được ạ. Xèo cây hoặc catfish, những con cá da trơn, drinking pineapple wine, uống rượu khóm, và listen to đờn ca tài tử traditional Amadeus folk songs, hoặc là dùng đờn ca tài tử luôn, tại vì cái từ này nó được UNESCO công nhận. Chỗ anh Minh thì đang là ở Bình Minh, thì nó nổi tiếng nhất là Năm Roi với Thanh Trà. Và nếu như nó nhích qua một xíu nữa thì nên sẽ gặp Bình Tân, thì nó là sẽ nổi tiếng về sweet potato, và sweet potato hình như là hiện tại nó cũng trồng mít jackfruit và các loại là loại nông sản agriculture products. Và trong cái phiên bản gốc của mình thì mình đang nói là nếu như bất kỳ ai đến đây thì hãy enjoy cái loại trái cây đặc biệt này. Thì hồi nãy mình đang dùng là từ where, thì từ where ở đây nó không có phù hợp, cho nên em sẽ chuyển thành từ fruit là trái cây để mình chỉ về cái trái rất là đặc biệt, đó là năm roi và trái thanh trà. Thì chỉ thanh trà thì ở Bình Minh là ngon nhất. Và mình có bưởi năm roi thì mình dùng luôn cái từ năm roi pomelo giúp em nha. Pomelo mình không dùng từ bưởi này, tên riêng thì mình giữ lại năm roi pomelo. Rồi grapefruit, các anh chị dùng từ nào cũng được hết, chỉ dùng một trong hai từ thôi. Chỗ anh Lợi là đang chỉ về Châu Đốc City, thành phố Châu Đốc, với lại là Temple of Lady Chúa Xứ, Lady Chúa Xứ Sam. Thì thường thường em hay thấy các trang về du lịch đó thì nó sẽ dùng nó là bà chúa xứ luôn á, bà chúa xứ Temple. Tại Ngọc Hầu, Mausoleum, Tây An, Pagoda, Phước Điền, Pagoda, Quỳnh Đạo, Pagoda và các loại traditional food such as beef grill, bò nướng, bún cá, mắm và beef bone, bò viên. Welcome to Châu Đốc City, yes. Và em chỉ có thêm một cái idea góp ý bên chỗ tài khoản của chị Hồng Tươi, BC Hồng Tươi này, là mình nói là mình quê mình là Hậu Giang, và khi mà đến thì mình nên thăm cái bờ kè Sà No và Lung Ngọc Hoàng Greenlands, một lá phổi xanh của vùng Mekong Delta, và một cái di tích nữa đó là cái di tích tỉnh ủy Cần Thơ, căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ. Thì cái căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ này thì mình nên dùng cái từ Cần Thơ Provincial Party Committee Pay CPN nha. Mình không dùng từ này. Mình translate giúp em, tại cái từ tỉnh ủy á,
các anh chị nào đang làm ở ủy ban nhân dân tỉnh thì mình cũng có thể dùng đó là ủy ban nhân dân hay là people committee, có nghĩa là tỉnh ủy thì mình đang dùng đó là provincial party committees. Đây tham khảo là giúp em nha, em đang gạch dưới từ này để mình thay thế bằng từ gạch ngang. And visiting the Cần Thơ Provincial Party Committee base. Nếu như mình dùng nguyên cụm luôn á. Và đang về Hà Tiên thì có cái trò cái này là do cái tiếng địa phương mà mình thưởng thức cái món ăn phốt la hông này là em chưa biết nha. Đó là do cái từ địa phương của mình. Giống như ở bên trên có một anh chị đang nói về Sóc Trăng thì đang nói về một cái chùa khá là nổi tiếng của Sóc Trăng, đó là chùa Khơ, hình như mình đọc là Khơ Len đúng không ạ? Khơ Len thế nào trên này nhỉ? Hơi lên cô ơi. Dạ. Khơ Len, tại nó là Lê, nếu mà đọc là En A thì do em ở cái vùng khác đó, anh chị em có thể em đọc không chính xác nên là Khơ Len Bơ. Còn đây là Khơ Me là do cái vùng miền, hoặc là bát của Golden, chùa Dơi, chùa Chén Tiểu ở dưới đàn đi là xứ sở của chùa chiền á, người Golden Sóc Trăng Province, chùa của người Hoa, người Khmer và người Kinh, giao thoa intercultural architectures, cái kiến trúc giao thoa văn hóa của người Kinh, người Khmer và người Hoa. Thì đó là một số những cái góp ý của em về một số cụm từ thì các anh chị có thể tham khảo lại nha, tham khảo lại. Bởi vì những từ em đang tham khảo với các anh chị là em đang có tham chiếu với các trang web của tỉnh. Bởi vì mỗi một tỉnh mình sẽ có một cái trang web về du lịch, về cái giống như mình khai thác cái điểm du lịch ở tỉnh mình đó. Và ở cái bài của Mỹ Tho thì mình có cồn Long Long Quy Phụng thì có cái cồn này, nhưng mà cái khúc mà đến với Mỹ Tho bạn có thể đi tới Mỹ Tho Tourist Wharf thì cái khúc này em chưa chưa hiểu lắm, tại vì thí dụ mình có Ninh Kiều Wharf, bến Ninh Kiều thì cũng có mà em chưa có nghe về bến Mỹ Tho. Nó là một cái bến luôn hả mấy chỗ anh Tâm ạ? Cái này là em chỉ hỏi thêm thôi, cái này em không phải là dân vườn nha. Ví dụ mình có là bến bến Ninh Kiều thì mình có là Ninh Kiều Wharf, nhưng mà ở Mỹ Tho nó có cái bến Mỹ Tho hay là cái tên riêng, nó là cái bến tàu gì tên riêng không ạ? Không ạ. À. Không thì em xin phép là để lại này nha, tại vì em không phải là dân dùng, em chỉ hỏi thêm thôi. Giống như là mình muốn qua ở Vĩnh Long mà mình muốn qua cồn ở An Bình Hòa Ninh thì có thể là mình bắt một chuyến tàu từ bến phà An Bình thì mình có một cái tên, nhưng mà do cái Mỹ Tho Tourist Spot này em không có thấy nó giới thiệu về Mỹ Tho Tourist Spot. Dạ Mỹ Tho Tourist Wharf đó là cái bến tàu á cô ơi, cái bến tàu Mỹ Tho để đưa đón khách đi du lịch chỗ này chỗ kia, đi qua những cái cồn Long Long Quy Phụng hay là những cái chỗ mà khách du lịch người ta muốn yêu cầu á, là cái bến tàu đó, nên em tạm lấy cái từ Wharf đó là bến tàu á. Tại mình có thể mình đón khách được, nhưng mà tại vì em chỉ hỏi thêm là ở địa phương mình cũng gọi là Mỹ Tho quá luôn, ở xuống bến Mỹ Tho mình bắt tàu hay nó có cái tên địa phương không ạ? Dạ đúng rồi, cái bến nó ngay chỗ Mỹ Tho luôn. À, bến tàu đó là bến tàu Mỹ Tho luôn ạ. À, dạ ok, tại vì em chưa chưa biết nha, nó chỉ nói chung chung là sẽ bắt
bắt bằng tàu để có thể để đi tới các cồn Long Long Quy Phụng, chứ nó không có nói nguyên cái này nên là em hỏi thêm đây. Ok ạ. Em thank you cho anh Tân ạ. À, dạ cô, dạ cảm ơn cô ạ. Là từ bến tàu mình mới thuê tàu mình đi các cồn mình chơi, chợ đi hết mấy cái cồn này là 3 tiếng á, không à, mỗi một cái cồn mình ghé là 1 tiếng, bốn cái cồn người ta 4 tiếng. Dạ cũng lâu đi cả buổi thôi cô ạ. Như không có ghé hết, mình theo nhu cầu ha. Tại vì mỗi mỗi một một cái cồn nó có một cái nét riêng một xíu thôi, nó chỉ khác có chút xíu thôi đúng không, đa phần nó giống về cái hình thức. À, dạ đúng rồi con. À. Dạ rồi, nhưng mà cái tên nó đẹp, Long Long Quy Phụng Island nha. Explore the natural beauty and river life of local people. Khám phá cái nét đẹp tự nhiên và cuộc sống hoặc là đời sống sông nước của dân địa phương. Yes. Nhà em nghĩ là bao nhiêu đây được rồi. À, nếu như mình muốn khai thác cho nó dài thêm thì mình sẽ thêm những activities về các lúc mà mình đi thăm các cồn Long Long Quy Phụng hoặc là những cái điểm gọi là eco tourism á, những cái điểm về du lịch sinh thái miệt vườn, thì mình có thể làm thêm những cái hoạt động mình tự tự mình gọi là pick up the fruit, tự mình hái trái cây ạ. Pick up fruit, hot shell fish, bắt cá. À, và nếu như mình có thể mình muốn thư giãn hơn, want to relax, we can ride a bike around the island. À, sau khi mà mình đến được cái cồn đó rồi, mình có thể là mướn xe chạy vòng vòng, ride a bike around the island. Nên em thấy con này cũng đủ đủ cái độ dài rồi ha. Thì mình muốn thêm các hoạt động gọi là pick the activities that we can do there. We can pick up the fruit, hái trái cây và có thể đi dạo hoặc là có thể gọi là lloyd in the hammock, nằm trong cái giấm. Đó là những cái hoạt động mà mình thấy khi mà về các khu du lịch sinh thái miệt vườn, eco tourist areas, những cái khu du lịch sinh thái đó, thì mình sẽ có khai thác những hoạt động này thì các anh chị có thể tham khảo thêm nha. Live in the hammock, và từ hammock mình đây là cái võng. Hammock. Đó là câu ngày hôm qua mình còn còn lại nha các anh chị, do hôm qua là ngày cuối buổi. Em sẽ quay lại một phần listening của chapter number 9 mình đang cho anh chị nha. Quay lại một phần nghe của chương số 9. Vì phần chương số 9 của mình là great destinations that mean you have to move and visit some places that you like. Mình sẽ di chuyển và đi thăm những cái nơi mà mình thích. Và đây là một cái nhóm bạn đã Ben and Ali arriving to San Francisco.
Ba bạn nữ của mình đang tới thành phố San Francisco. It's very beautiful and they're just now arriving in the city. Và bây giờ mà họ vừa sắp tới được thành phố thôi, sắp tới được thành phố. So this is the conversation between among these people. Đây là cuộc nói chuyện giữa ba bạn sinh viên nhé, được đi chơi tới thành phố San Francisco và sắp vào địa phận của San Francisco. Criminal, tội phạm. Flat tire, đó là xe bị xì lốp. Landmark, điểm nổi bật. Cái điểm nổi bật của cái vùng đất đó. Reasons, nhà tù. Skyline, đang nói về đường chân trời. Spare tire, đang nói về lốp xe dự phòng. Tower, tháp. Change of flat tire, và change of tire đó là thay lốp xe. Nếu như lốp xe mình có bị hư hỏng gì thì mình sẽ thay lốp. Change the tire. Explore là mình khám phá. Pull over là mình sẽ dừng xe, nhưng mà mình tấp xe vào làn mới dừng. Mình stop pull over đó là dừng, nhưng mà là tấp xe vào làn. Triangular, triangular này đang là một cái tính từ, nó có yếu tố của hình tam giác thì mình dùng là triangular. Còn một cái hình tam giác thì mình sẽ dùng chung là triangle. Còn những cái vật dụng hoặc là những cái tòa nhà, những cái vật dụng của mình mà nó giống cái hình tam giác thì mình gọi là triangular, thuộc hình tam giác. Và một cái expression các anh chị đang thấy chỉ có hai từ thôi, đó là từ can't wait. Can't wait, không thể đợi, không thể đợi. Can't wait, cái từ không thể đợi ở đây là đang thể hiện là một cái emotions, một cái cảm xúc mà mình rất là hào hứng để được làm một cái điều gì đó, thì mình sẽ dùng đó là can't wait. Ví dụ mình nói là I can't wait to go to with her. Không thể nào đợi được. Nói có nghĩa là rất là muốn đi rồi và đi ngay và luôn với cô đó bây giờ. Can't wait. Không thể đợi thêm được nữa. Và cái đó là một cái exciting nha, một cái cảm xúc mình cảm thấy rất là hào hứng. That means we eager to do something. Rất là háo hức để có thể làm điều gì đó. Nha. Ví dụ như câu thứ ba, các anh chị đang thấy ý nghĩa của câu từ flat tire trong câu My car has a flat tire. I think there's a hole in it. À, xe của tôi thì chắc là bị xì lốp rồi, và tôi nghĩ chắc là có cái lỗ ở trong nó đó. Có nghĩa là mình đang có một cái lỗ bị xì. À, flat tire. Và đi để khi đi xe thì mình sẽ có là gì ạ? A car have five tires. Một chiếc xe phải có 5 bánh. One on each wheel and one corner spare tire. Mỗi một cái bánh đó, nó sẽ nằm trên xe. Và một cái thì nó sẽ được tính đó là spare tire, dự phòng. Dự phòng. Nha. Vậy mình có từ spare tire là dự phòng này. Flat tire là mình đang nói về xì lốp xe của mình bị xì. Yes. Và ba bạn này là đang rất là háo hức để có thể được tới thành phố San Francisco của mình các anh chị nha. What are they personally enjoying? Ba bạn này đang thích làm gì? Visiting San Francisco, được thăm San Francisco. Looking at the San Francisco skyline, được ngắm đường chân trời của San Francisco. Hoặc là câu C mình đang có là the tour of Alcatraz, một cái chuyến đi đến Alcatraz. Một là nó đang ở San Francisco, rất là hào hứng để đi San Francisco. Cái hai là hào hứng khi mà thấy được cái skyline của San Francisco. Và cái thứ ba đang nhắc tới đó là một cái tour về Alcatraz. Và trong một cái thông tin rất là ngắn mình sẽ nghe được của Transamerica Building. So what is Transamerica Building? Transamerica Building là gì? A San Francisco landmark and a part of San Francisco skyline.
là điểm nổi bật của thành phố San Francisco và là một phần của đường chân trời San Francisco. Mình xem còn có hay không. It is a triangular tower. Nó là một cái tháp hình tam giác. À, hoặc both A and B. Cả hai options đều đúng, A and B. Number three, what is Alcatraz? Alcatraz là gì? A prison where dangerous criminals are put. Một cái nhà tù nơi mà những tội phạm nguy hiểm bị giam giữ ở đây, are put. Hoặc là prisons, a former prisons. Trước đây nó là nhà tù cũ rồi. And an interesting place to tour. Một cái nơi rất là thú vị để đi du lịch. Hoặc là the last idea, a famous bridge, một cái cầu nổi tiếng. Những cái từ này của mình nó gần với nhau nha các anh chị, mà nó chỉ tầm khoảng có 50 giây thôi nha, nó không tới 1 phút. Page 178, Activity 4, Listening for Main Ideas, Part 1. Look, guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. What's that tall triangular building? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Let's try to go there tomorrow. Part 1. Look, guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. What's that tall triangular building? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown? Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Now, this is an interesting place, former prisons, a great place to tour. Nên thì mình nghe xong cái great place to tour sẽ nghe được cái thông tin gần nhất là option B. Yes, exactly. Interesting place to tour, hoặc là trong lúc anh chị nghe nó là từ great place to tour, một cái nơi tuyệt vời để có thể được đi. Mặc dù mình có nghe thông tin về dangerous criminals are put, nhưng mà cái dangerous criminal đó nó là của quá khứ rồi. It used to be a prison where dangerous criminal were put. Used to be, nó từng là. Used to be a prison, từng là nhà tù. Where dangerous criminal were put, nơi mà những tội phạm nguy hiểm nhất bị giam giữ ở đó. Nhưng mà bây giờ nó đã được khai thác thành một interesting place to tour, a great place to tour. Đó là thông tin của câu số 3 là gần nhất là mình nghe được nó ở cuối. Vậy thì câu thứ nhất các anh chị đang chọn là 1C. Great. Not exactly.
Where are Dan, Beth and Ali enjoying? Look, guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. Look at that skyline. Nhìn những đường chân trời kia kìa. What's that tall triangular building? Cái tòa nhà cao cao kia là gì thế? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It looks like a tower. Nhìn giống cái tháp của mình. Đó là Transamerica building. Mình nghe xuất hiện tới cái Transamerica building này nè. Là nó giống cái tháp mà nó cao cao và nó là một trong những cái San Francisco skyline. It's one of San Francisco's landmarks. Là một is one of the San Francisco landmark. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Nó là một trong những nơi nổi tiếng bên cạnh như là Golden Gate Bridge, Chinatown, cable car. Vậy thì cái số 2 mình sẽ có nó là 2C. Yes. 2C. Đó là một cái tháp cao có hình dáng của hình tam giác. Nó là điểm nổi bật của thành phố San Francisco và là đường chân trời của bang San Francisco. Và bắt đầu ở cái dạng bài này mình thấy ha, từ nào mình cũng có nghe hết. Nhưng mà nó có lọc thông tin lại cho nên các options nó có thể dễ bị nhầm lẫn. Đặc biệt là ở câu thứ ba mình nghe rõ ràng có cái câu prison where dangerous criminal were put. Nhưng mà cái từ trước đó nó đang dùng để mà trái lại, đó là từ used to be, đã từng làm. Rồi hồi nãy cái câu kế former prisons, trước đây là nhà tù. Thì hai cái thông tin đó nó cho mình thấy đó là câu số 3, option B sẽ là chính xác nhất. Và đây là hình của các bạn Beth, Ali và Dan, các anh chị nhé. What does Dan says he wants to do tomorrow? Dan nói là anh ta muốn làm gì vào ngày mai. This is a contrast. How many contrast? See all San Francisco famous landmark. Muốn nhìn ngắm hết những cái điểm nổi tiếng của thành phố San Francisco. Change the flat tire. Thay lớp xe. Be seen. Câu thứ hai nha. Why does Dan pull the car over? Cái người cầm lái đó là bạn Dan. Và tại sao bạn Dan lại tấp xe vào lề? Because the car has a flat tire. Bởi vì xe bị xì lốp nên dừng. Because they need to get to San Francisco. Phải tấp xe vào lề mới có thể đi được tới San Francisco. Or because they want to visit Alcatraz. Bởi vì họ muốn thăm Alcatraz. Thì mình xem coi là tại sao bạn đó phải tấp xe vào lề. Yeah. What does Ali say about the flat tire? Ali nói gì về cái việc xì lốp xe đó? It will take a long time to change it. Mất nhiều thời gian để có thể thay nó. It will take a short time to change it. Chỉ mất ít thời gian thôi để thay được cái lốp xe đó. Và câu C đó là Dan and Beth can change it. Cả hai bạn Dan và Beth đều có thể thay được lốp xe bị xịt. Và em sẽ dừng lại khoảng 15 giây cho các anh chị để có thể đọc lại các options và câu hỏi một lần nữa nhé.
Page 178. Activity 5. Listening for main ideas. Part 2. Look, guys, up ahead. There's San Francisco. We're almost there. Look at that skyline. What's that tall triangular building? It looks like a tower. That's the Transamerica building. It's one of San Francisco's landmarks. It's almost as famous now as the Golden Gate Bridge, the cable cars, Chinatown. Well, I can't wait to go to all those places. And Alcatraz, too. You said it. Alcatraz used to be the prison where the most dangerous criminals in the United States were put. Now, it's a really interesting former prison and great place to tour. Let's try to go there tomorrow. Yes, bạn nói là great place to tour rồi đúng không ạ? Một cái nơi tuyệt vời để du lịch và bạn mình nhắc không ạ? Prison and great place to tour. Let's try to go there tomorrow. Let's try to go there tomorrow. Mình thử đi tới đó ngày mai đi. Then we can also do something else tomorrow. Then we can do something else tomorrow. Có thể làm một vài thứ khác ngày mai nữa. Vậy thì dựa cái option trước đó là ở câu thứ nhất mình đang có thông tin để mình có thể chọn rồi. What does Dan say he wants to do tomorrow? Là bạn này sẽ muốn let's try to go there tomorrow and we can do something else tomorrow. Sẽ là câu 1. Ai có thể thăm Alcatraz ngày mai và có thể làm một vài thứ gì đó chứ người ta không có nói là see on the San Francisco famous landmarks. Then we can also do something else tomorrow. Uh-oh. Dan, what's wrong with the car? Yeah, why are we going slower? Oh no. I think we have a flat tire. We have a spare tire, don't we? Yes, I think so. I'll pull over. Oh no, I think we have the flat tire. Tôi nghĩ là tôi bị xì lốp rồi đó. Xe chắc bị xì lốp rồi. Để tôi stop xe vào lại. Because the car has a flat tire. There it is. It is a flat tire. Now, who can help me change it? I can. I can't believe we have a flat tire. And just before we got to San Francisco. Bạn nữ thì than vãn. I can't believe we have a flat tire just because we come to San Francisco. Tôi không nghĩ là mình bị xì lốp xe chỉ trước khi mình tới được San Francisco. Oh, it'll take us just a few minutes to change it. Then we can start to explore the city. It's just a few minutes to change it. Oh, it just take a few minutes to change it. Chỉ có few minutes thôi, vài phút thôi, để là mình có thể thay đổi được nó, thay được cái lớp xe rồi. Then we can start to explore the city. Then we can start to explore the city. Và sau đó mình có thể bắt đầu mình khám phá thành phố. Vậy thì cái từ cái few minutes đó mình sẽ chọn cái options đó là take a short time to change it. Chỉ mất một thời gian ngắn thôi là mình có thể thay đổi xe được rồi. Nếu như nói về độ dài của câu lựa chọn của mình á, mình đã thấy các câu càng ngày càng dài các anh chị nha. Và nó chỉ khác nhau có một hoặc hai câu, một hoặc hai từ thôi trong cái options mình lựa chọn. Ali says, I can't wait to go to all those places and what does he mean? Ali nói là, I can't wait to go to all those places. Tôi không thể đợi được để mình đi tất cả những cái nơi thú vị đó. Vậy là ý của ta như thế nào? Cái từ can't wait đó nãy em có nói nó thể hiện một cái mà mình đang rất là hứng. Thì mình sẽ chọn đó là options.
Thì với cái tự hào hứng để có thể thay được tất cả những cái điểm nổi bật của San Francisco. It started about visiting San Francisco famous landmark. And number two, what does Dan want to do tomorrow? Bạn Dan muốn làm gì vào ngày mai? Hồi nãy mình có cái thông tin bạn Dan muốn làm gì vào ngày mai là mình đã chọn là thăm Alcatraz rồi. Thì trong câu A và câu B nó đều có liên quan tới Alcatraz hết, nhưng mà câu A là thăm Alcatraz cả ngày. Còn câu B thì nó là thăm Alcatraz nhưng mà chỉ sáng hoặc là chiều thôi. Và trong trường hợp nãy của mình nghe nha, đó là câu B. Let's try to go there tomorrow and then we can do something else tomorrow. Mai mà đi thăm Alcatraz đi và mình có thể làm một cái gì đó khác nữa. Nên là chỉ thăm Alcatraz buổi sáng hoặc buổi trưa thôi. Cái này là một cái câu suy luận thông tin từ cái đề bài mình nghe được. Đó là chiếu B. Và câu number 3 là mất bao nhiêu lâu để mà có thể thay một lốp xe bị xì, mình chỉ cần few minutes. Yes. Vài phút là mình sẽ có thể thay được một lốp xe bị xì. Ngày hôm qua em có sơ lược một cái phần ví dụ hỏi về Where did you go on your last holiday? Bạn đã đi đâu cho cái kỳ nghỉ gần đây nhất của bạn? Và trong cái lúc mà mình xây dựng các ý á, là mình thấy là dễ diễn đạt cho cái câu từ của mình nó hấp dẫn hơn, thì mình có thể bổ sung thêm những cái tính từ khác nhau để làm cho cái nét đẹp của cái nơi mình đang diễn đạt nó sẽ được sống động hơn và nó thu hút hơn. Thì trong cái activity seven này mình sẽ cập nhật thêm một số những cái tính từ để cho các anh chị có thể lựa chọn trong lúc mình diễn đạt cái câu thứ nhất trong bài của mình, đó là Where would you like to visit and why, hoặc là where do you like to visit and why. Nếu như đang nói về những cái thành phố lớn như thành phố San Francisco hoặc là Hồ Chí Minh City, Đà Nẵng, Hà Nội thì mình có thể thể hiện thấy nó là một cái beautiful city này, colorful, đầy muôn màu, màu sắc hoặc là muôn màu á, modern city, nó hiện đại và famous, nổi tiếng, lively, sống động. Còn nếu như mình đang diễn tả về những cái nơi mà nó yên thì mình sẽ dùng tới những từ như là exciting, calm, điềm tĩnh, natural, gần với thiên nhiên, uncrowded, đang nói về không đông đúc, peaceful, thanh bình, prime, và nó đang nói về cái thời tiết ở đó nó hanh khô, rất xù xì hoặc là wild, hoang dã. Và em sẽ di chuyển qua
ngay câu đầu tiên của chủ đề số 9 của mình nha các anh chị nha. Đó là Where do you like to visit and why? Bạn thích đi đâu hoặc là bạn muốn đi đâu và tại sao? Em qua mình đã học với cách để mình có thể xây dựng ý nó dài hơn rồi thì hôm nay mình áp dụng vào. Mình phải nói là mình đi đâu, đi với ai và mình muốn đi tới đó tầm khoảng mấy ngày, mình sẽ làm gì ở đó. Và bởi vì mình nghe cái chỗ đó nó hấp dẫn về cái điều gì. Where do you like to visit and why? Và câu này em sẽ để cho các anh chị là 10 phút để mình có thể sắp xếp các ý tưởng nha. 10 phút ạ. 10 minutes for you.
Okay, thank you for your ideas and
Let's have a look with your answer, please. Còn chỗ ý của anh Phạm Duy rất là hay đến Đà Nẵng và mình đang dùng đó là beautiful landscape, beautiful beaches, và hai cái từ beautiful nó gần nhau quá cho nên em sẽ chuyển thành cái tính từ khác giống như em có giới thiệu các anh chị á, để làm cái câu của mình nó hấp dẫn hơn thì mình đừng có lặp từ mà mình sẽ chuyển đổi thành những cái từ khác mà nó có nghĩa tương đương. Ví dụ mình đang nói về beautiful landscape, những phong cảnh đẹp và những cái bờ biển nó rất là hấp dẫn mình, nó cũng có cái nét đẹp riêng của cái bờ biển, mình có thể dùng đó là stunning beaches thay vì mình dùng hai từ beautiful. I love have one experience that feel the climate support season in one day. Thích cái cảm giác được trải nghiệm một một lần là bốn bốn mùa trong một ngày và be with nature là gần gũi với thiên nhiên và admire the unique appearance architecture, ngắm nhìn cái kiến trúc Âu châu Âu độc đáo về cái kiến trúc ở Đà Nẵng. Và nó đây nó còn thiếu một xíu nữa, ví dụ như đang nói về cái hotel của nó hay là nói về pagoda ở đó hoặc là những cái palace ở đó nha, cái này nó còn thiếu ý một xíu thôi, cái này có thể thêm nha. Chỗ Miss Kit là đang muốn về Đà Lạt và diễn tả về cái nét đẹp của Đà Lạt, thì khi mà mình thêm một cái ý đó nè, ngoài ra hơn thế nữa thì mình không nên dùng chữ plus. Chữ plus ở đó thêm là dấu cộng của cộng trừ nhân chia, hoặc là mình nói của văn nói, nhưng mà của mình là văn nói để cho thể mình diễn đạt, mình chia sẻ với một một người bạn, hoặc là mình có những cái cuộc trò chuyện của mình mà nó hấp dẫn hơn, thì em thấy là mình sẽ dùng cái những cái từ chuyển như là in addition, moreover để cho cái ý mình thêm vào đó nữa, chứ mình không nên dùng từ plus nha, không từ plus. Để tăng thêm cái hương vị của chuyến đi. That's okay for you. Chỗ anh Châu Nguyễn thì đang về với Đà Nẵng luôn. Ngũ Hành Sơn, Stone Village, Linh Sơn, Pagoda. Yes, okay. Và hồi nãy có một cái câu cuối cùng mà em xuất phát được clear luôn. Đó là mình nói Đà Nẵng rất là đẹp và là cái nơi đáng để sống. Thì cái này theo ý kiến cá nhân của em thôi, mình có thể lưu lại cái câu này, nhưng mà do cái này ý kiến cá nhân thì em thấy đó là nơi nào cũng có nét đẹp riêng của nó và rất là đáng để cho mình có thể gắn kết với nó, nơi nào mình cũng có một cái kỷ niệm đẹp với nó ha, chứ không riêng về Đà Nẵng. Ví dụ như mình quê mình cũng có những cái nét đẹp riêng mà mình đi du lịch ở một nơi nào đó để mình trải nghiệm nó, và mình cũng cảm nhận được cái nét đẹp của thiên nhiên, mình học hỏi được nhiều nền văn hóa cũng như là cái cách người ta sinh hoạt như thế nào, thì nơi nào nó cũng có cái nét đẹp và cái cách sống riêng nha, nghe em, cho nên là em không 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 giữ lại cái ý lá bùa lắm. Chỗ anh Hoàng Lan là đang muốn về Vũng Tàu bởi vì cái nước biển ở Vũng Tàu nó trong vắt, crystal clear waters, perfect for relaxing and swimming, có thể thư giãn và bơi lội ở đó. Muốn sang Đà Lạt bởi vì nó có nhiều thứ làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Thì khi mà mình thấy cái thông tin là nhiều thứ làm cho tôi cảm thấy thoải mái, thì what things that make you feel comfortable? Những thứ gì mà làm cho anh chị cảm thấy thoải mái khi mình đến Đà Lạt thì mình nên list vào. Ví dụ mình có những cái puppy farm, những cái đồi mình có thể enjoy coffee ở trên đó cũng thấy thoải mái, cũng là một cái điểm nét riêng của nó, là mình thích cái gì của nó thì mình cho thêm thông tin vào giúp em nha. Tại vì ở đây mình có một cái cảm nhận, cái này là cái câu topic rồi, cái câu topic sentence của mình này, mình thêm cái specific detail information vào giúp em nha. Cái thông tin chi tiết hơn một xíu đó là cái gì làm cho anh chị cảm thấy hấp dẫn khi đến với Đà Lạt, cái thời tiết của nó hay là cái cảnh đẹp của nó hay là cái ly cà phê ở Đà Lạt nó khác hơn khi mà các anh chị ngồi uống cà phê ở Hồ Chí Minh City hoặc là đang ở cái quê của mình, nó cảm thấy thế nào, nó bình yên hơn hay là nó cảm thấy là nó có một cái gì đó mà cần có năng lượng hơn, thì mình diễn đạt thêm nha. Chỗ anh Phạm Quý là đang muốn Đà Nẵng, Hội An.
cao lâu, bún chả cá, mì quảng. Ừ. Và chỗ Miss Như Ý là đang về Bình Hưng Island, biển Bình Hưng. Và có thể thư giãn cho tâm hồn sau những ngày sống hối hả, hustle, bustle, sập loài. Cái này là một cái cụm từ đi chung, hustle, bustle. Và sorry là Miss Hân là em có đang ghi là bị nhầm câu hỏi. Là em nói là where do you like to visit and why? Bạn thích đi đâu và tại sao? Và ở đây mình đang kể về là mình đã đi đâu. Bởi vì mình thấy là mình đã chụp hình ở đó. Mình đã chụp hình ở đó thì nó không có chính xác. Tại vì cái này là em hỏi là mình thích đi đâu và mình chưa có đi nha. Hoặc là mình đi tới đó nhiều lần rồi và mình vẫn muốn đi tới đó nữa thì mình phải thêm thông tin giúp em nha. Đây này, cái này cũng là một quá khứ đơn. Cho nên thông tin đó này là em đang ghi là bị nhầm. Bị nhầm nha. Tôi đã đi tới đó và ở lại đó 2 ngày, đã ở luôn. Cho nên thông tin là chuyển lại cho em xuống. Xem lại thì nha. Xem lại thì chỉnh về present simple hoặc là future simple. And long and beautiful beaches. Mình chỉ dùng một thôi, không có cần and hai lần. Đặc trưng của các vùng biển thì hải sản nó sẽ tươi hơn. Khi mình đến với biển thì mình thấy mình có cái không gian nó lớn hơn, nó rộng hơn. Cái atmosphere make me feel more relaxed and comfortable. Yes. Mà nếu như mình gần tới chỗ đó, đó mình có thể đi mỗi tuần được không anh chị? Cứ camp hoặc là ngoài cứ mỗi cuối tuần mình hay đi đó. Go there with my friends on the weekend. Câu của chị Ngọc Dung là đang nói về My Hometown is Châu Đốc. Thì câu này hồi nãy em có thấy rồi. Nhưng mà là do em đang sửa câu 1, không phải là câu số 4. Cho nên em đang kéo nó, mình tuốt ở dưới đó. Em có thấy câu của Miss rồi không? Vũng Tàu. Ngắm nhìn bình minh. Walk around the city, go to the night market and buy souvenirs. Yes. Đi chợ đêm Vũng Tàu. Miss One cũng là ở Vũng Tàu. Hít ca Phật đài và go there. Stay to the Vũng Tàu.
thời tiết ấm áp. Concave, sun edge, spawn cage. Đánh trúng mũi. Outdoor attractions. Yes, okay. Dạ, còn cái câu của Miss là nó dưới này, Miss Dung đó. Tại vì là cái câu này em đã sửa từ hôm qua, đầu giờ em cũng đã sửa rồi. Next. Rồi, từ hỏi chữ với. Những người hành hương Pilgrims. Một cái nơi đến ngàn người mỗi năm. Okay. The area is also famous for its traditional fish farm. Cái này là mình nuôi cá, cá nuôi. Cái nào ở đâu? Những trang trại cá nuôi truyền thống. Cái nào ở núi Sam? Núi Sam luôn rồi. Dạ nó nằm ở mấy cái bè cô. Bè. Bè, nhưng mà cái nó thuộc địa phận của núi Sam không? Ở sông đó cô. Không, em hỏi cái địa phận á, cái địa phận có Dạ thì thuộc phận núi nó gần Sam gần không? phường núi Sam thôi chứ nó không có thuộc phường núi Sam cô. Tại em nhớ em cũng có đi nhưng mà không có thấy. Có nghĩa là mình chưa đi tới. Nó Là nằm ở ngoài cái phường bên này cô. nó nằm giống như gọi là ngoại ô hả? Dạ không cô, nó cũng gần gần cái khu vực trung tâm thành phố cô, gần gần ủy ban phường, ủy ban thị xã, ở ủy ban thành phố luôn cô. Là nhưng mà nó gọi là giống như làng bè đúng không? Làng dạ bè dạ đúng dạ 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 dạng làng bẻ cô. à, Bây giờ sơn màu sắc đồ nhìn cũng đẹp lắm cô. ok. Làng bè phải sơn màu sắc hả? Dạ giờ sơn màu rồi. À, cái này nó mới khai thác gần đây đúng không Miss? Dạ phải cô. Chứ trước đây cái tao không có màu mè vậy đâu Dạ. hả? Rồi làng làng nổi cá bè, mình sẽ dùng nó là làng nổi cá bè để nó bật lên được cái làng bè. Hay gì mình dùng là traditional fish farms. Mình cho nó bật lên. Floating fishing village. Floating fishing village. Hồi nãy thêm cái chi tiết chị nói là nó có sơn màu sắc á, thì mình cho nó tính từ đằng phía trước. Famous place, colorful floating fishing village. Nó bật với một cái làng bè nuôi cá đầy màu sắc và những cái nền ẩm thực gọi là phong phú. Love delicious local cuisines và nơi của thiên nhiên và ẩm thực, thì mình cứ
đến đây. Cultural richness, giàu về văn hóa và nét đẹp. Đúng không ạ? Đây, em cho nó làm nhỉ? Đây, ok. Xanh đỏ tím vàng là có thật ạ. Màu xanh, lá cây, màu xanh da trời, màu tím, màu vàng, rồi màu đỏ luôn. Chắc cái này nó có quy định là cái bè nào đã chọn màu này rồi, cái bè kia phải cái màu khác. Đầy màu sắc. Colorful floating fishing village when you come to Châu Đốc City, thành phố Châu Đốc. Ok, em sẽ quay trở lại cái chu nghe của mình, nhưng mình còn cái bài nghe nhỏ nhỏ này, cũng có dài đâu. Có hỏi mình nghe chọn là mình đi chuyến máy bay nào rồi. Thì bữa nay mình nghe thời tiết một xíu. Thời tiết một xíu. À, em mới thấy câu trả lời của Miss Trà My nha, về Ba Động Si, biển Ba Động. Xin sẽ quay lại nha. Ở mỗi chương thì các anh chị đều phải đánh dấu giúp em, đó là cái phần factory ở mỗi chương em đều focus sót, bởi vì cái phần kiểm tra giữa kỳ của lớp mình á là kiểm tra về thiên về kỹ năng nghe nha, thiên về kỹ năng nghe, thì các phần factory em đều focus hết để cho các anh chị có thể dò lại nó, cho nó gọi là nó ngắn gọn á, trong một qua nó lỡ trôi qua mình nghe không kịp thì mình sẽ bắt qua cái conversation 2 mình nghe tiếp luôn. Có nghĩa là mình không có bị phân vân về những cái thông tin trước đó, nó là hoàn toàn cái mới trong khoảng một cái audio như vậy là khoảng 1 phút, hơn khoảng 1 phút 30 giây đâu ạ, ở các phần factories. Và factories thì thường mình sẽ nghe là 5 conversation các anh chị nhé, 5 cuộc hội thoại là khác nhau với 5 câu hỏi khác nhau. Và đây là cái chủ đề của mình, nó về advisories, nó về lời khuyên này. Fishing equipment, cái thiết bị câu cá thì được dụng cụ câu cá thôi. Flash flood đang nói về lũ quét. Luggage, nó là mình đi chơi thì mình sẽ có luggage, hành lý. Và mình chuẩn bị sleeping bag, túi ngủ, tent, lều và trunk, cốp xe. Take up space là chiếm nhiều không gian. Khi mình đựng đồ cái gì đó nó chiếm nhiều không gian thì mình dùng đó là take up space. Freezing là nó lạnh cấm thì mình dùng đó là freezing. Thay vì mình nói là cold là lạnh, nhưng mà tới mình nhấn mạnh nó lạnh hơn cái lạnh nữa, nó là lạnh cấm, mình dùng từ freezing các bạn nha. What did Beth and Dan and Ali finish doing? Ba bạn đã hoàn thành việc gì? Ba bạn Beth, Dan và Andy đã hoàn thành việc gì? Mình có ba options với các động từ rất là khéo, đó là changing a flat tire, hai lớp xe bị xì. Câu B là putting everything in the cart, để mọi thứ vào trong xe. Hoặc là câu C, đó là taking everything out of the cart, lấy hết mọi thứ ra khỏi xe. Thì một hồi mình
nghe lại thử xem nó là thuộc về cái nào nha. What are Beth, Dan and Ollie going to do? Bạn Beth, Dan và Ali sẽ làm gì? Eating a picnic lunch in the desert, under desert. À, desert ở đây là sa mạc. Ăn một cái buổi dã ngoại ở sa mạc. Look at the map. Lo xem cái bản đồ thôi. Hoặc là câu C ở đây là find a restaurant. Và mình đọc trước hai câu các anh chị ha, tại vì đầu giờ mình cũng nghe một cái bài này nên nó cũng đã bớt cái gọi là cái thông tin nghe của mình rồi. Mình đọc câu 1 và câu 2 trước với em nha. Câu 1 và câu 2. Tập trung vào câu 1 câu 2 trước. Dạ em vừa nhận một cái câu trả lời của tài khoản anh chị là chưa có rename cái tên của mình lại á, một tài khoản iPhone, và cái câu trả lời của mình nó đang xen lẫn giữa Vietnamese với lại English trong cùng một câu luôn, và mình mượn từ Vietnamese hơi nhiều cho nên mình xem lại giúp em mình chỉnh sửa nha. Page 189, Activity 2, Using Context Clues, Conversation 1. Well, we've got everything in the trunk. I thought the tent wasn't going to fit. The sleeping bags and fishing equipment take up a lot of space, too. You guys have too much luggage, too. Question 1. What did Beth, Dan, and Ollie finish doing? Well, we've got everything in the trunk. Well, we got everything in the trunk. Mình có mọi thứ ở trong cái trunk. Trunk là cái cốp xe, cái từ nãy mình vừa mới có đó các bạn. We got everything in the trunk. Mình có được mọi thứ trong cái cốp xe rồi. I thought the tent wasn't going to fit. The sleeping bags and fishing equipment take up a lot of space, too. The sleeping bag take up a lot of space. Cái túi ngủ đó nó chiếm rất là nhiều không gian. Thì từ hai cái thông tin này này thì mình sẽ đoán xem coi là bé Dan và Ali vừa xong cái chuyện gì. Đó là để hết cái hành lý của mình vô trong xe, mình sẽ chọn đó là option B. Yes. Và number 2 ạ. What are Beth, Dan and Ali going to do? Ba bạn này sẽ làm gì sau khi mà để hết mọi thứ vào trong xe? You guys have, and it's already almost lunchtime. Conversation 2. Yes, so let's go find something to eat. Where? There's not a town or restaurant anywhere near here. Yes, there is. Look at this map. There's a town about 5 miles from here. You're right. Let's go. Question 2. What are Beth, Dan, and Ollie going to do? Yes, so let's go find something to eat. Let's go find something to eat. Đi kiếm cái gì đó để ăn. Where? There's not a town or restaurant anywhere near here. There's no town or restaurant near here. Không thấy cái thị trấn cũng không thấy cái quán ăn nào gần đây hết trơn.
Yes, there is. Look at this map. Yes, there is. Có nè. Look at that map. Nhìn trên cái bản đồ đi nè. There's a town about 5 miles from here. You're right. Let's go. It's about 5 miles from here. Nó tầm khoảng cách đây 5 dặm. Và bạn mình kêu let's go. Thì cái let's go đó, đi là đi để làm gì ạ? Đi để kiếm cái chỗ để ăn. Mình sẽ chọn liền đó là câu C. Yes. Mình qua thông tin số 3 luôn ạ. Why is Dan going to turn on the radio? Tại sao bạn Dan lại mở radio lên? Listen to some music để nghe nhạc. To hear weather report để nghe bản tin thời tiết. Hay là to find something to listen to để kiếm cái gì đó nghe chung chung thôi. Đó nghĩa là cái câu C của mình là nghe không mục đích. Câu A là nghe nhạc. Câu B là nghe bản tin thời tiết. Thì mình xem coi là bạn Dan á. Bạn Dan là bạn mở cái radio lên. Để làm gì? Listen hay là hear hoặc là find something to listen to. Question 2. What are Beth, Dan, and Ollie going to do? I'm so glad there's a town near here. It must have a restaurant or two. I'm really hungry. Conversation 3. Well, that was a great lunch. Yeah. We were lucky to find such a good restaurant way out here. Thanks to you and your map. Aw, it was easy. Say, why is it so dark outside? Look at that sky. I don't like this. It's really cloudy. You're right. I'll turn on the radio. Question 3. Why is Dan going to turn on the radio? Yes. Conversation 3. Well, that was a great lunch. Yeah, we were lucky to find such a good restaurant way out here. Thanks to you and your map. Aw, it was easy. Say, why is it so dark outside? Hey, what's so dark outside? Sao ngoài kia nó tối vậy? Look at that sky. I don't like this. It's really cloudy. Look at that sky. I don't like it. It's really cloudy. Oh, nhìn ngoài trời kia kìa. Tôi không thích nó lắm đâu. Nó đang kéo mây, nó giăng mây kia kìa. You're right. I'll turn on the radio. So? Question 3. Why is Dan going to turn on the radio? Vậy mục đích của bạn Dan bạn mở radio lên là để nghe cái bản tin thời tiết, bởi vì các từ của mình á nó đều đang thiên về thời tiết hết. Đó là nhìn mình có dark outside hoặc là dùng cái từ cloudy, là những cái từ vựng này nó thuộc về weather, và bạn này sẽ mở cái bản tin thời tiết lên để check xem cái thời tiết như thế nào. Và ở conversation number 4 ở đây mình sẽ nghe một reporter to talk about the weather probably going to be tonight. Tối nay thời tiết sẽ diễn ra dự đoán như thế nào? Và đây là bản tin ở trên radio, cho nên mình sẽ nghe một cái sóng chập chờn, một cái giọng nó rất là nhẹ nhàng nha các chị. Rainy and hot, mưa, nóng. Cloudy and cool, nó mây và nó mát mát. Rainy and cold, nó mưa và lạnh. Xem coi là thời tiết nó nghiêng về cái gì.
Yes, see if you can find a weather report. Conversation 4. And in southern New Mexico, there's a flash flood advisory through this evening with a 50% chance of rain this afternoon, increasing to 70% tonight. Lows expected tonight near freezing. Question 4. What's the weather probably going to be like tonight? Conversation 4. And in southern New Mexico, there's a flash flood advisory through this evening with a 50% chance of rain this afternoon. Mình nghe có nhiều thông tin nha, nhưng mà là 50% chance rain in the afternoon. Mình nghe có được từ rain. Từ rain, có mưa, có flash flood, lũ quét. Increasing to 70% tonight. Increase 70% tonight. Tối nay lượng mưa sẽ tăng lên 70%. Lows expected tonight near freezing. Low expected tonight near freezing. Và nhiệt độ tối nay dự đoán là gần như là nó lạnh cống, nó đóng băng luôn. Thì cái thời tiết của mình đang là mưa và lạnh. Trong các options của mình, mình nghiêng về cái phần freezing nhất sẽ là option C. Raining and cold. Một cái bản tin thời tiết của reporter nghe rất là gọn nha các anh chị, nhưng mà do nó hơi ngắt một chút xíu, nghe cái từ nó đang nói nó ngắt nhịp khoảng chừng nửa giây thôi là mình nghe nó, mình tưởng là cái băng nó có cái problems nào đó, nhưng mà do cái đặc thù của radio người ta đang cho cái giọng nó nhỏ về ha. Và nếu như mình nghe chưa kịp thì mình có thể nghe lại lần thứ hai sau khi em gửi cái bài cho lớp, vì trên cái slide á nó có cái audio ở trên này luôn nha các anh chị nha. Why is Dan sorry? Tại sao bạn Dan lại xin lỗi? He didn't listen to weather report. Bạn không có nghe cái bản tin thời tiết. He didn't want to camp in the rain. Không có muốn cắm trại trong mưa. Và câu cuối cùng đó là gì? He didn't see a stop sign. Không có thấy cái bảng hiệu dừng. Question 4. What's the weather probably going to be like tonight? 'Did you hear that? It's going to be really rainy and cold tonight. Conversation 5. Maybe this is the night for us to stay in a motel. I think so too. Camping's fun, but not in the rain. Ah, we're almost in the town. Let's see if there's a motel. Dan, why didn't you stop? Yeah, didn't you see the sign? You could get a ticket. No, I didn't. Sorry, guys. I think so too. Camping's fun, but not in the rain. Ah, we're almost in the town. Let's see if there's a motel. Dan, why didn't you stop? Mình nghe cái từ mà nó rõ nhất luôn, tự nhiên bạn này đang cái giọng nó rất là êm. Why didn't you stop? Mình nghe được chữ stop là rõ nhất nha các anh chị. Yeah, didn't you see the sign? Didn't you see the sign? Bạn có thấy cái bảng hiệu hay không? You could get a ticket. You can get it. Có thể nhận cái vé đó, và ở đây là được ngụ ý là cái giấy phạt. No, I didn't. Sorry, guys. Thì từ cái từ của các bạn nữ đó, mình chọn được đó là bạn đen, bạn sorry. Đấy là do bạn không có thấy cái biển hiệu dừng. Bạn lo bạn nói chuyện không à? So option C will be the correct one in this situation. Yeah. Và nếu như tổng cộng lại em sẽ kéo để em thấy được nó là bao nhiêu phút nhé. Nó tầm khoảng 3 phút hơn một xíu. 3 phút hơn một xíu ha các anh chị. Và nó là 5 conversations. 5 cái conversation rời rạc với nhau. Thì cho nên là những phần này các anh chị nào chưa nghe được những từ khóa trong lúc em có hướng dẫn các anh chị trên lớp, thì các anh chị có thể nghe lại lần thứ 2 và lần thứ 3 để mình có thể nốt lại được từ khóa đó và lắng nghe được từ khóa đó. Yes.
Trên tài khoản các anh chị đang tham dự lớp thì có hai tài khoản cùng một tên, đó là iPhone và một tài khoản có tên là Thermi. Cho nên là em sẽ không biết chính xác anh chị là tên gì trong danh sách nha. Cho nên là hy vọng là các anh chị đợt sau, các anh chị đăng nhập, các anh chị rename và giúp em có thể note lại phần tham gia của lớp mình nha. Một tài khoản tên admin luôn nè, quên rename lại giúp em nha. Tối nay thì mình học tới đây thôi các anh chị. Các câu, hai cái câu trả lời phía sau mà các anh chị có trả lời á, em xin phép để lại làm vào bữa sau. Mình còn một bữa sau nữa. We can stop right now and see you next week. Hẹn gặp lại các anh chị là vào tuần tới theo thời khóa biểu như các anh chị. Theo thời khóa biểu như tuần tới mình còn gặp nhau.